Ok, xin chào tất cả các bạn quay trở lại với kênh YouTube của LB Audio Đã Mắt Và Xương Tai. Và ngày hôm nay em sẽ hướng dẫn tất cả các bác cái cách khắc phục những cái khuyết điểm của con Panasonic DT77. Thì giống như chúng ta biết là con DT77 này hay con DT99 thì nó có FM là chỉ có 90 thôi, tức là không full được tần số. Và điều đặc biệt trong tất cả các chiếc bơm bóp mà hồi xưa là đó là chiếc khả năng chơi USB cũng như là Bluetooth của những em này nó không có. Thì bây giờ em sẽ thông qua clip này em sẽ hướng dẫn tất cả các bác bù lại tất cả những cái khiếm khuyết đó bằng một chiếc máy là cái con này đây. Đây là chiếc Bluetooth MP3 và có thể có khả năng chúng ta giúp cho con DT77 này có khả năng chơi được USB nè, có thể chơi âm thanh qua được Bluetooth và radio full tần số luôn. Thì bây giờ chúng ta sẽ bật nguồn lên như này ha. Đây. Thì trong video clip này thì em sẽ muốn các bác thấy được cái khả năng của em này và cũng như là cái test luôn cái chức năng của con DT77 được mệnh danh là bộ tứ huyền thoại của con Panasonic bản sàn về chất âm. Cái khi mà lấy chúng ta chuyển qua cái cổng kết nối AUX để kết nối với thằng này thì chúng ta có một cái cổng kết nối đằng sau đấy để chúng ta chơi vào cái cổng line in của thằng này. Sau đó cái bộ nguồn này chúng ta có thể cắm vào nguồn 112/120 đều được. Thì trên đây chúng ta thấy có khả năng chơi có một cái chữ Bluetooth nằm ngay chỗ này nè. Rồi sau đó đi kèm cái bộ Bluetooth đó thì chúng ta có được cái remote để chúng ta có thể chơi luôn. Ok, bây giờ em sẽ test cái khả năng chơi Bluetooth ha. Ngay chỗ này thì em đã kết nối với chiếc máy này rồi. Bây giờ thì em sẽ cho cái bác nghe. Ngày em ra đi, em chỉ mang con tim anh đi để quên mùa đông cho tháng năm anh tình. Đang kết nối Bluetooth nhiều quá. Không xử lý, không cái xét gì cả. Giờ đôi tay ấy lâu ngấn anh ngàn đời chiều trên sân ga. Lòng mình khổ đau. Đó là khả năng chơi Bluetooth ha, kết nối không dây nha các tất cả các bác. Thì bây giờ chúng ta sẽ test luôn cái phần USB này. Thì chúng ta có cái phần, chúng ta chuyển qua cái phần mo. Đây là FM nhé. Rồi cái phần chuyển qua. Đây là USB. Đây là khả năng USB nha các bác. Khi các bác thấy nè, cái phần đèn của USB nó nhấp nháy là đèn đỏ. Chẳng thế gian đang vui mừng đón xuân, chẳng nàng xuân năm nay đẹp bội phần. Ngắm rừng hoa mai đua nở tuyệt trần, đổi hương thay phấn giữa đêm chờ tin bao xuân. Tôi đón xuân giữa lúc còn chim chích, chúc mừng xuân bên ly rượu hành. Ok, bây giờ chúng ta sẽ ngôi nhà thôi. Đây là được ekip chuẩn bị FM radio hả? Cái việc mà dàn dựng từng chi tiết khung cảnh vị chủ quản của The Sin toàn bộ full hết tất cả kênh luôn và bắt rất là rõ đáng với những thành quả đạt được.
Thế nên sẽ do nhiệt độ. Từ từ thôi. Và 82 trường hợp tất cả được điều trị không. Đây tôi muốn giới thiệu với quý vị là ai của mình, mặc dù đây có. Ok, xin cảm ơn tất cả các bác đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại tất cả các bác video clip tiếp theo. Ok, nếu thích video clip này hãy like, subscribe, đăng ký kênh YouTube của LB Audio để có thể cập nhật những cái sản phẩm mới nhất cũng như là những cái tính năng hay ho mà em có thể cập nhật thì em đều chia sẻ với tất cả các bác. Đây là một trong những cái chiếc máy nhỏ gọn và có thể giúp tất cả các máy cassette cũng như là tất cả các dàn âm thanh bù lại tất cả những cái khiếm khuyết mà hiện nay chưa có, đó là thứ nhất là Bluetooth nè. Thứ hai là USB, cái thứ ba là radio. Đối với những cái chiếc máy nào nó không có radio full thì nội địa Nhật mà, thì đây sẽ là một trong những cái sự bổ sung cần thiết và đáng kể cho chiếc máy của chúng ta. Ok, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ạ.